Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 24 tháng 10 năm 2020, diễn ra lễ kỷ niệm chu niên, tức là lễ dỗ lần thứ 201 của đức trưởng Tiền quân Kiến Sương, quận công Nguyễn Huỳnh Đức tại khu di tích nghệ thuật lăng mộ và đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức. Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh ủy Long An khóa 11 đến dự. Tiền quân Nguyễn Quỳnh Đức có tên thật là Quỳnh Tường Đức, sinh năm 1748 tại làng Tường Khánh, huyện Kiến Hưng, nay là phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Năm 1782, ông được phong chức tiền quân. Từ đó về sau, cuộc đời ông gắn chặt với Chúa Nguyễn. Vì có công, ông được ban quốc tính và xem như người trong hoàng tộc. Vì thế, ông mang tên Nguyễn Quỳnh Đức từ lúc ấy. Năm 1783, ông đánh giấu quân Tây Sơn nhưng bị bắt. Ông là bậc tướng tài, ai cũng muốn thu về dưới trướng, nên Nguyễn Quệ dùng hết lời để chiêu dụ. Cuối cùng, ông đồng ý nhưng giao kết với Nguyễn Quệ là chỉ đánh quân Trịnh chứ không đụng tới quân chúa Nguyễn. Năm 1799, ông được thăng chức trưởng quản hữu quân chinh, ra đánh lấy được Phan Rí, rồi thị nại Bình Định. Năm sau, ông dẫn quân đánh hạ được thành quy nhân, rồi được cử vào Nam cai quản xứ Định Tường. Đến năm 1802, Nguyễn Dương lên ngôi chùa, lấy hiệu là Gia Long. Nguyễn Quỳnh Đức được phong quận công. Ông mất vào ngày 9 tháng 9 năm 1819, thọ 71 tuổi. Được dân gian xem như một vị thần. Đến năm 1831, ông được truy tặng là Kiến Sương Quận Công. Làng Nguyễn Quỳnh Đức được công nhận là di tích lịch sử văn quá từ năm 1993, là một trong những kiến trúc lăng mộ cổ nhất tại Long An. Tưởng nhớ Đức Cao Tổ, vị công thần của dân tộc, hàng năm vào ban ngày mùng 7, 8 và 9 tháng 9 âm lịch, nhân dân Long An và Tiền Giang tề tụ cùng gia tộc làm lễ cúng dỗ ông hết sức trọng thể. Truyền thống này được kế tục từ năm 1819 đến nay.